hướng tuyến đường sắt tốc độ cao dự kiến đi qua 20 tỉnh thành phố với tổng chiều dài khoảng 1 1541 km, bao gồm 23 ga hành khách và 5 ga hàng hóa. Theo báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam, kết quả nghiên cứu mới nhất của liên danh tư vấn TD Chick Teddy Shaw đã rút ngắn chiều dài tuyến khoảng 4 km so với phương án trình năm 2019 với chiều dài tuyến chính sau giả soát khoảng 1.541 km. Tuyến đường sắt tốc độ cao bố trí 23 ga hành khách theo nguyên tắc phù hợp với hiện trạng quy hoạch phát triển của địa phương, đặt tại khu vực trung tâm kinh tế chính trị các địa phương, tiếp cận khu vực trung tâm đô thị, khu vực quy hoạch có tiềm năng tạo ra không gian phát triển mới, khai thác có hiệu quả nguồn lực quỹ đất từ Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh, có 19 đô thị có quy mô 500.000 dân trở lên với hai đô thị đặc biệt và 17 đô thị loại 1, đảm bảo khả năng kết nối tốt với hệ thống giao thông công cộng đảm bảo khai thác có hiệu quả hạ tầng phương tiện. Bộ Giao thông Vận tải cho biết đến nay vị trí các ga đều đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong quy hoạch tỉnh. Phương án bố trí ga nêu trên tương đồng với tuyến đường sắt Bắc Kinh Thượng Hải, chiều dài 1318 km, tốc độ thiết kế 380 km/h, bố trí 24 ga. Tại báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam hướng tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam được mô tả tóm tắt như sau. Trong phạm vi thành phố Hà Nội hướng tuyến từ ga Ngọc Hồi, cơ bản đi theo hành lang quy hoạch đến cuối huyện Phú Xuyên hướng tuyến kiến nghị tách ra hướng về phía đông để vòng tránh khu công nghiệp Đồng Văn trên địa bàn huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Tiếp đó, tuyến vượt quốc lộ 1, đường sắt hiện tại đi về phía đông, đường bộ cao tốc về thành phố Phủ Lý. Ga Phủ Lý đặt tại xã Liêm Tuyền và xã Liêm Tiết, thành phố Phủ Lý gần khu vực nút Liêm Tuyền, phía đông đường cao tốc Bắc Nam. Từ ga Phủ Lý, tuyến cơ bản đi theo hướng đường sắt hiện tại và quốc lộ 21 về phía thành phố Nam Định. Ga Nam Định đặt tại xã Mỹ Hưng, huyện Mỹ Lộc, gần ga đặng xá đường sắt hiện tại. Sau ga Nam Định, tuyến đi về phía Ninh Bình, vượt sông đáy tại khu vực phía đông khu công nghiệp Khánh Phú, thành phố Ninh Bình. Sau khi giao cắt với quốc lộ 10, hướng tuyến đi song song về phía đông của đường bộ cao tốc. Vị trí Ga Ninh Bình đặt tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô, cách nút giao Mai Sơn khoảng 1 km về phía đông, cách trung tâm thành phố Ninh Bình và Ga Ninh Bình tuyến đường sắt hiện tại 7,5 km về phía nam. Tiếp đó tuyến đi thẳng về phía nam, vượt hồ Yên Thắng, tránh khu du lịch sinh thái hồ Đông Thái, sau đó sẽ xuyên qua núi bằng hầm Tam Điệp vào địa phận tỉnh Thanh Hóa. Từ khu vực núi Tam Điệp, tuyến cơ bản theo hướng nam chuyển sang phía tây quốc lộ 1A tại khu vực Hà Trung vượt qua sông Mã tại vị trí cách cầu Hàm Rồng khoảng 4,3 km về phía Thượng Lưu, ga Thanh Hóa đặt tại phía tây thành phố Thanh Hóa. Tiếp đó, hướng tuyến cơ bản đi song song về phía đông, đường bộ cao tốc qua khu vực Hồ Yên Mỹ, đến khu kinh tế Nghi Sơn, tại đây có vị trí ga quy hoạch dự kiến. Tuyến vượt núi Mồng Gà vào địa phận tỉnh Nghệ An, tiếp đó tuyến cơ bản đi song song về phía đông đường bộ cao tốc qua khu vực cầu Giáp Tuyến có xu hướng đi gần đường sắt hiện tại, vượt núi Thần Vũ đi về phía tây tuyến Tránh Vinh. Ga Vinh đặt trong phạm vi giữa đường bộ cao tốc và tuyến Tránh Vinh hiện tại, sau đó tuyến vượt sông Lam đi vào địa phận tỉnh Hà Tĩnh, từ Hồng Lĩnh đến thành phố Hà Tĩnh, tuyến đi gần song song và cách quốc lộ 1 khoảng 2 đến 3 km về phía tây. Vị trí ga Hà Tĩnh đặt tại khu vực phía tây thành phố, nằm trên trục đường Hàm Nghi nối vào trung tâm thành phố, sau đó tuyến cơ bản bám theo hành lang đường bộ cao tốc đi về phía Vũng Áng. Vị trí ga Vũng Áng Hà Tĩnh đặt tại khu vực xã Kỳ Hoa, gần tuyến tránh Kỳ Anh. Tại vị trí này có bố trí nhánh kết nối với ga hàng hóa bố trí tại khu kinh tế Vũng Áng, sau đó tuyến vượt qua dãy Hoàng Sơn đi vào tỉnh Quảng Bình. Từ núi Hoàng Sơn, tuyến đi về phía nam men theo hồ vực tròn đi gần song song với hướng tuyến đường bộ cao tốc tránh vị trí cồn sẻ, vượt sông danh tại vị trí cách cầu danh hiện tại khoảng 5 km về phía Thượng Lưu, tuyến đi về phía Tây, thành phố Đồng Hới. Ga Đồng Hới đặt tại xã Nghĩa Ninh, thành phố Đồng Hới, cách trung tâm thành phố Đồng Hới khoảng 4,58 km về phía Tây hoặc xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch, cách trung tâm thành phố khoảng 9,35 km về phía Tây Bắc. Tuyến vượt sông Nhật Lệ tại vị trí cách cầu Nhật Lệ của quốc lộ 1 khoảng 1,3 km về phía Thượng Lưu. Sau đó tuyến đi về phía nam, vượt sông Kiến Giang tại vị trí cách cầu Trung Quán khoảng 1,8 km về phía tây, vượt đường sắt hiện tại và tỉnh lộ 16, qua khu vực thưa dân cư và đất nông nghiệp và vùng đồi thấp các huyện Quảng Ninh, Lệ Thủy sang địa phận tỉnh Quảng Trị. Từ danh giới Quảng Bình, Quảng Trị, tuyến cơ bản đi song song với hướng tuyến đường bộ cao tốc đi về phía Tây, các hệ thống hồ lớn Bảo Đài, La Ngà, Kinh Môn tiếp cận, ga Đông Hà đặt tại phía tây thành phố Đông Hà, gần trục đường Điện Biên Phủ. Tiếp theo, tuyến đi thẳng về phía nam, vượt sông Thạch Hãn, cách cầu đường sắt hiện tại khoảng 3,5 km về phía Thượng Lưu, tuyến cách Thánh Địa La Vàng khoảng 2 km về phía tây, vượt sông ô Lâu sang địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế. Tuyến tiếp tục kết nối phía tây tỉnh Quảng Trị sau khi đi qua ga Hải Lăng, tuyến rẽ trái cắt qua đường sắt Bắc Nam, cắt qua quốc lộ 1 đến địa phận xã Phong Hòa, Thừa Thiên Huế đi giữa danh giới khu công nghiệp Phong Điền hiện hữu và quy hoạch khu công nghiệp Phong Điền mở rộng, tuyến vượt sông Hương sang địa phận huyện Phú Vang, cắt qua dự án thương mại kết hợp bến tàu xã Phú Thành, khu công nghiệp Phò An, cắt qua khu CDE của khu đô thị mới An Vân Dương, cắt qua xã Phú Mỹ đi qua xã Phú Hồ, Phú Lương, cắt qua khu vực quy hoạch thị trấn Phú Đa, đi qua xã Phú Gia, Vinh Hà, cao huế đặt tại xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế tuyến qua khu vực đầm cầu Hai, vượt quốc lộ 49B vào khu kinh tế chân Mây, rẽ phải vượt quốc lộ 1 và đường sắt hiện tại qua đèo Hải Vân sang địa phận thành phố Đà Nẵng. Trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, sau khi vượt đèo Hải Vân, tuyến đi men theo khu vực sông Cu Đê đi cùng hành lang chạy song song về phía đông đường bộ cao tốc, vị trí ga Hòa Vang đặt tại xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, khu vực phía bắc nút giao giữa đường Bà Nà, Suối Mơ với đường bộ cao tốc. Sau khu vực nhà ga Đà Nẵng, hướng tuyến vẫn bám theo đường bộ cao tốc đi kẹp giữa đường bộ cao tốc và đường sắt hiện tại sang địa phận tỉnh Quảng Nam. Trong đoạn Đà Nẵng Tam Kỳ, hướng tuyến đi gần song song về phía đông tuyến đường sắt hiện tại và đường bộ cao tốc, vị trí ga Tam Kỳ đặt tại phía tây gần tuyến tránh thành phố Tam Kỳ trên địa phận tỉnh Quảng Nam, bố trí ga hàng hóa Chu Lai tại khu vực giáp danh xã Tam Hiệp và xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, gần đường DT617. Nhà ga này sẽ phục vụ kết nối với khu vực cảng hàng không Chu Lai, các cảng biển Kỳ Hà, Dung Quất. Sau đó tuyến cơ bản đi về phía Tây, đường bộ cao tốc, qua khu vực dốc sỏi vào địa phận tỉnh Quảng Ngãi. Tiếp đó tuyến vẫn đi theo hướng đường bộ cao tốc hiện tại đi về phía thành phố Quảng Ngãi. Ga Quảng Ngãi đặt tại khu vực phía Tây thành phố gần trục đường Hoàng Hoa Thám. Từ ga Quảng Ngãi, tuyến chạy cơ bản song song về phía tây đường sắt hiện tại trên địa phận huyện Nghĩa Hành, vượt sông Vệ tại vị trí cách cầu sông Vệ của đường sắt hiện tại khoảng 2 km về phía Thượng Lưu, phạm vi huyện Mộ Đức và Đức Phổ, tuyến chạy giữa đường sắt hiện tại và đường bộ cao tốc. Cuối địa phận thị trấn Đức Phổ, tuyến vượt đường bộ cao tốc đi về phía tây, vượt đèo Bình Đê và sang địa phận tỉnh Bình Định từ danh giới với tỉnh bình định tuyến đi cùng hành lang về phía tây đường bộ cao tốc đến khu vực ga bồng sơn thuộc địa phận xã hoài tân và thị trấn bồng sơn huyện hoài nhơn sau đó tuyến đường sắt vượt qua đường bộ cao tốc đi về phía thành phố quy nhơn vị trí ga diêu trì đặt tại khu vực xã phước an huyện tuy phước sau đó vượt đèo cù mông sang địa phận tỉnh phú yên tuyến tiếp tục đi về phía tây đường bộ cao tốc đến thị xã sông cầu tuyến đi về phía đông đường bộ cao tốc đến khu vực thành phố Tuy Hòa có hai phương án tuyến đi vào khu vực trung tâm và đi vòng tránh về phía tây đô thị. Phương án đi về phía tây đô thị được lựa chọn vị trí ga Tuy Hòa đặt tại xã Hòa Thành, thị xã Đông Hòa, cách sân bay khoảng 4,2 km về phía tây. Sau đó tuyến đi cùng hành lang với đường bộ cao tốc vượt đèo cả sang địa phận tỉnh Khánh Hòa. Từ danh giới với tỉnh Phú Yên, tuyến qua khu vực đèo cả Cổ Mã đi về phía tây quốc lộ 1A và đường sắt hiện tại. Vị trí ga Diên Khánh được đặt tại xã Diên Thạnh, huyện Diên Khánh, gần quốc lộ 27C, cách trung tâm thành phố Nha Trang khoảng 11 km về phía Tây. Ga hàng hóa Vân Phong được bố trí tại xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa để đảm bảo đồng bộ, phù hợp, định hướng phát triển của khu kinh tế Vân Phong. Sau đó tuyến đi chung hành lang với đường bộ cao tốc đoạn Cam Lâm, Vĩnh Hảo vào địa phận tỉnh Ninh Thuận. Tuyến cơ bản đi trong hành lang giữa quốc lộ 1A, đường sắt hiện tại và đường bộ cao tốc qua thành phố Phan Rang, Tháp Chàm, tuyến đi song song về phía đông và cách đường sắt hiện tại khoảng 2 km. Ga Tháp Chàm được bố trí tại khu vực phường Phước Mỹ, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, gần vị trí giao quốc lộ 27. Sau đó tuyến đi về phía nam qua khu vực Cà Ná vào địa phận tỉnh Bình Thuận. Từ khu vực Cà Ná tuyến cơ bản đi chung hành lang về phía đông của đường bộ cao tốc đi về vị trí ga Phan Rí đặt tại xã Phan Hòa, huyện Bắc Bình cách trung tâm thị xã Phan Rí, cửa khoảng 5 km. Tiếp theo, tuyến vượt sông Lũy đi về phía bắc dự án điện mặt trời Bình Tân 12 đi về phía tây núi Tà Giòn, đi song song về phía đông đường sắt hiện tại về ga Mương Mán thuộc xã Mương Mán, huyện Hàm Thuận Nam, đặt cách ga Mương Mán hiện tại khoảng 0,4 km, cách trung tâm thành phố Phan Thiết khoảng 13,2 km. Tiếp đó, tuyến đi song song về phía đông đường sắt hiện tại, đi về phía bắc thị trấn Tân Minh, qua phía bắc khu công nghiệp Tân Đức và đi về phía tỉnh Đồng Nai. Trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, tuyến cơ bản đi chung hành lang về phía đông tuyến đường bộ cao tốc Phan Thiết Dầu Dây. Đến địa phận huyện Cẩm Mỹ, tuyến rẽ trái đi vào đường trục trung tâm sân bay quốc tế Long Thành, bố trí thêm nhánh rẽ phải đi dọc theo đường vành đai 4 lên phía bắc để kết nối với ga hàng hóa trảng Bom phục vụ trung chuyển hàng hóa ga hành khách Long Thành đặt tại khu vực trung tâm sân bay thuộc xã Bình Sơn, huyện Long Thành. Sau đó tuyến đi về phía nam, dọc theo hành lang tuyến đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây để về ga Thủ Thiêm là ga cuối của dự án. Theo tư vấn Tedichik Tedishao, về cơ bản hướng tuyến đề xuất đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật đề ra.